rồi đó. Trời ơi, cho mày thấy. Trời. Không, tại chụp lại cho chỗ công ty tao biết tao đóng cửa chứ lâu rồi, cửa từ 28/3 nghỉ 28/3 hả chú? 8/2 28/2 hả? Trời ơi, nghỉ mấy tháng rồi hả? Nghỉ tháng mới rồi, tháng... để chụp lại cho công ty tao coi tao biết đóng cửa. Ủa mà sao ở đây nó nhìn nó hoang vu rồi chú? Ở đây đang sửa hay sao? Trả mặt bằng. Trả mặt bằng hả? Trời ơi, hàng gì thấy hoang vu quá. Trả mặt bằng tháo rồi, chuyển đồ đi mới nhà hàng mới quận 5 đây nhất đâu, nghỉ rồi dịch đâu quá. Bây giờ nghỉ luôn hả chú? Trời ơi. Giờ còn mình chú ở đây thôi hả? À, giờ mình coi một số đồ dùng còn lại đây thôi phải không? Trời ơi. Cái này tối là chỉ có mình chú ở đây thôi hả? Trời ơi, ở đây thấy rùng rợn quá, nhìn cái cảnh nè. Không, tại nhìn nó hoang vu quá đó. Ở đây kiểu kiểu như hàng Hồng Kông hả chú? Trung Quốc á hả? À, à. Thấy kiểu phong cách nó giống của Hồng Kông. Ủa có mấy người tới đây quay hả chú? Tới người ta nhìn, người ta biết, người ta báo thôi chứ. Không, tại cái này phải quay chi tiết cho mấy đứa bạn nó coi, tại có một số nó đặt hay đặt quán này lắm. Giờ quay nó coi giờ, tại có nhiều người không biết. Đúng rồi, có nhiều người không biết có đặt hoài vậy đó. Rồi rồi. Rồi 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 rồi. Cảm ơn chú nghe.